Sáng nay, tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị 2 và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và trước kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa 10. Đại diện các tổ đại biểu đã trình bày tóm tắt những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội vừa qua, cũng như thông tin đến cử tri nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa 10 sắp tới đây. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đề đạt nhiều ý kiến kiến nghị xoay quanh một số nội dung trọng tâm như tình hình sụt lún tại Thành phố Hồ Chí Minh do việc khai thác nước ngầm quá mức, vấn nạn trẻ em và người cao tuổi ăn xin và một số đối tượng giả dạng ăn xin ngày càng phổ biến. Thành phố cần chú trọng kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt trên địa bàn và đặc biệt là những kỳ vọng nghị quyết 98 thí điểm cơ chế chính sách phát triển thành phố cần phải sớm được cụ thể hóa bằng những phần việc công trình cụ thể. Thay mặt hai tổ đại biểu Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời cho biết tại kỳ họp tới, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét thông qua một số nội dung chương trình hành động, kế hoạch để triển khai nghị quyết 98 thực sự hiệu quả.